Thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với tiết thứ hai của bài các số 4 và 5. Ở tiết trước, chúng mình đã biết cách nhận dạng các số cho tới 5, cũng như biết thứ tự các số trong phạm vi 5 rồi. Trong tiết học này, cô hướng dẫn các con cách tách và gộp các số để biết được cấu tạo của chúng. ở bài thứ ba chúng ta sẽ tách và nói ở đây cô có mấy khối lập phương đúng rồi cô có một hai ba bốn khối lập phương cô tách thành hai phần như thế này khi đó mỗi phần có bao nhiêu khối lập phương đúng rồi phần này thì có một khối lập phương và phần này thì có ba khối lập phương vậy thì chúng ta sẽ nói 4 gồm 1 và 3. 4 gồm 1 và 3. Ở đây nếu như cô tách như thế này thì cô sẽ nói 4 gồm 3 và 1. 4 gồm 3 và 1. Vậy nếu như 4 khối lập phương cô tách như thế này thì chúng ta sẽ nói thế nào? Đúng rồi, ta sẽ nói 4 gồm 2 và 2. 4 gồm 2 và 2. Đó là cách ta tách số 4. Bây giờ, cô hướng dẫn các con cách gộp. Chúng mình sẽ gộp và nói. Ở đây nhóm này có mấy khối lập phương và nhóm này thì có mấy khối lập phương? Đúng rồi, nhóm này có 3 khối lập phương và nhóm này có 1 khối lập phương. Chúng ta sẽ gộp chúng lại, khi đó cô được mấy khối lập phương? Đúng rồi, cô được 4 khối lập phương. Vậy thì cô nói, gộp 3 và 1 được 4. Gộp 3 và 1 được 4. Ở đây, nếu cô gộp 1 khối lập phương và 3 khối lập phương, chúng ta cũng được 4 khối lập phương. Vậy, ta nói là gộp 1 và 3 được 4. Gộp 1 và 3 được 4. Ở đây mỗi nhóm có mấy khối lập phương? Đúng rồi, mỗi nhóm có 2 khối lập phương. Chúng ta sẽ gộp chúng lại và được mấy khối lập phương? Khi đó ta được 4 khối lập phương, vậy thì gộp 2 và 2 được 4. Gộp 2 và 2 được 4. Như vậy cô vừa hướng dẫn các con cách tách và gộp số 4. Cô nhắc lại, 4 gồm 3 và 1, 4 gồm 1 và 3, 4 gồm 2 và 2. Ngược lại ta có gộp 3 và 1 được 4, gộp 1 và 3 được 4, gộp 2 và 2 được 4. Chúng mình hãy nhớ cách tách và gộp này. Bây giờ ta cùng làm bài tập ở đây các con hãy đếm và nói theo mẫu chúng mình cùng đếm xem có tất cả bao nhiêu bút chì và điền vào ô trống đúng rồi ta cùng đếm một hai ba bốn vậy ở đây có bốn bút chì trước tiên các con cho cô biết bốn chiếc bút chì này bao gồm mấy bút chì to và mấy bút chì nhỏ đúng rồi bốn bút chì bao gồm hai bút chì to và hai bút chì nhỏ vậy thì chúng ta sẽ có bốn gồm hai và hai bốn gồm hai và hai tiếp theo bốn chiếc bút chì này gồm mấy chiếc bút chì màu xanh và mấy chiếc bút chì màu hồng chính xác bốn chiếc này bao gồm ba chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng vậy thì bốn gồm ba và một bốn gồm ba và một như vậy các con sẽ phải đếm số lượng sau đó viết cấu tạo số xem số đó gồm những số nào vậy với các hình dưới đây chúng ta sẽ đếm và nói thế nào ở hình đầu tiên đúng rồi hình này chúng ta đếm và thấy có 1 2 chiếc xe ô tô. Vậy các con điền số 2. Ta thấy hai chiếc xe này gồm một chiếc xe màu cam và một chiếc xe màu tím. Vậy thì 2 gồm 1 và 1. 2 gồm 1 và 1. Tiếp theo có bao nhiêu cây kem và chúng ta sẽ tách thế nào? Đúng rồi, có 1 2 3 cây kem. Vậy ta viết số 3. Ở đây có hai cây kem sô cô la và một cây kem dâu. Vậy thì ba gồm hai và một. Ba gồm hai và một. Ở dưới này các con đếm có bao nhiêu quả táo? Đúng rồi, có một, hai, ba, bốn, năm quả táo. Vậy ta viết số năm. Năm quả táo này gồm một quả táo đỏ và bốn quả táo xanh. Vậy chúng ta tách thế nào? Đúng rồi, chúng mình sẽ tách là 5 gồm 1 và 4. 5 gồm 1 và 4. Tiếp theo, 5 quả táo này bao gồm mấy quả táo to và mấy quả táo nhỏ? Từ đó, chúng ta sẽ viết cấu tạo số 5 thế nào? Chính xác, 5 quả táo gồm 2 quả táo to và 3 quả táo nhỏ. Vậy thì 5 sẽ gồm 2 và 3. Như vậy, 2 và 3 có một cách tách, còn 5 có hai cách tách. Vậy là trong tiết này các con đã biết cách tách cũng như gộp các số trong phạm vi 5. Bây giờ cô giới thiệu tới các con về sự xuất hiện của số 4 và số 5 trong thực tế. Đây chính là hình ảnh của chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành có bốn cửa đó là cửa chính là cửa Nam, cửa Bắc, cửa Tây và cửa Đông. Hay ở đây cô nêu ra 5 câu mà chúng mình nên nói đó là thưa, dạ, cảm ơn, xin lỗi và vui lòng. Chúng mình hãy sử dụng các từ này trong đời sống để, để thể hiện là những trẻ em thật là ngoan ngoãn và thông minh. Như vậy, trong tiết học này, các con đã biết cách tách và gộp các số trong phạm vi năm. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm vn